Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Táo Store. Trong video hôm nay, Táo sẽ chỉ cho các bạn cách mà khi chúng ta gập chiếc MacBook của chúng ta lại, MacBook của chúng ta sẽ khóa luôn. Đây là một câu hỏi mà các bạn hỏi Táo rất là nhiều. Trong video hôm nay, chúng ta hãy đi vào hướng dẫn cụ thể và chi tiết. Nó cực kỳ là đơn giản luôn các bạn ạ. Trước khi bắt đầu vào video, nếu đây là lần đầu tiên các bạn ghé qua kênh Táo Store thì các bạn hãy để lại cho bọn mình một đăng ký kênh. Ngoài ra các bạn hãy để lại cho bọn mình bất cứ những cái vấn đề gì mà các bạn đang gặp phải ở trên chiếc MacBook, iPhone hoặc là trên iPad của các bạn ở phía dưới comment để bọn mình có thể hướng dẫn các bạn một cách đơn giản và chi tiết nhất. Để làm được cái việc mà chúng ta gập máy vào và khóa luôn chiếc MacBook của chúng ta thì nó rất là đơn giản. Chúng ta hãy truy cập vào phần setting nhé. Tiếp theo, chúng ta hãy vào phần lock screen. Tại đây sẽ có những cái tùy chỉnh ở đây, các bạn có thể dịch ở đây và hiểu một xíu. Và mình sẽ chỉ cho các bạn luôn cái phần mà chúng ta sẽ khóa, gập phát là khóa luôn. Thì nó ở đây này, require password after screen saver begin or display turn off. Mặc định trên chiếc Mac của chúng ta nó sẽ là 5 phút. Vậy thì ở đây chúng ta chỉ setting nó là về enabled này, tức là tại thời điểm chúng ta gập phát, màn hình của chúng ta tắt cái là nó khóa luôn. Tại bước này chúng ta phải nhập mật khẩu nhé. Ở đây mình nhập mật khẩu vào. Đó. Khi mà chúng ta setting như thế này thì chúng ta chỉ việc gập MacBook chúng ta là nó khóa luôn. Như vậy là mình đã chỉ cho các bạn cách mà chúng ta gập MacBook một cái là khóa luôn. Nó cực kỳ là đơn giản đúng không các bạn? Nếu các bạn cảm thấy video hay và hữu ích, đừng quên like, share và đừng quên để lại comment phía dưới video nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.